Dạ, chương trình là ai giúp em nhiều, em cũng trả lại nhiều. Cho em một, em trả lại 10, chịu không? Thì giúp em phóng sanh một lần, em sẽ phóng sanh lại cho 10 lần. Vậy đó, cuộc sống của em. Và bây giờ chúng ta sẽ giải cứu ốc đá, tập trung vô nhân vật chính của chúng ta là ốc đá nha. Tôm chì thì... Rồi, mấy em lên đường thôi, các diễn viên của anh biểu diễn sanh tử đồ, thời mạt pháp đồ cho mọi người coi rồi. Thần thú chó cá rấy cá gì trong rừng này, trong rừng này nó có tiên cá nè, rồi nó có rấy cá nè, lại vật bảo vệ dưới nước nè, chó cá nè bảo vệ trên bờ luôn nè, tiên cá bảo vệ hai cõi luôn. Đi tới đâu? Chị chị? Diễn viên đâu? Diễn viên đâu rồi? Quyết quyết. Cố gắng làm con ơi. Không ai ủng hộ mình vẫn phải làm. Cho đến sức tàn lực kiệt là rời khỏi thế giới này thôi. Lên đường. Get out, get out, get out. Get out. Đó. Lên đón diễn viên đồ ra cho đủ bộ rồi. Chị chị, let's go, chị chị. Lên đường nè con, let's go, chị chị, let's go this way. Diễn viên của anh đâu? Vô cho đẹp cái chương trình coi. Để diễn viên này lớn lớn thì tụi em bơi vô rừng sâu hơn, kiếm mấy đồng loại khác nữa. Dạ. Mấy em sẽ bơi từ thành phố này qua thành phố kia cho quý vị coi khả năng của tiên cá. Tại sao em miễn nhiễm với Covid-19? Trời, mấy người tiếp xúc em đi bệnh viện với chết luôn rồi. Nhiều lắm. Bây giờ em nghĩ lại, em như một vị thần phán xét nhân loại. Thật sự luôn. Những người gặp em mang mầm bệnh, nhưng em không tiêm vaccine, em vẫn khỏe mạnh. Hơn 27 năm nay em chưa bệnh tật một ngày. Dạ. Em chính là đại gia không tiền. Nghe ghê quá, nhưng mà thật, đại gia sức khỏe. Cái trí tuệ của em là tránh khỏi bất cứ nghiệp bất thiện. Dạ. Nên hôm nay em mới có thể làm được công việc này cho quý vị, giải cứu thiên nhiên động vật đúng cách đây. Em giải cứu đúng cách không? Con gì trong môi trường gì, em thả về môi trường đó. Chứ không phải em đem con này từ nơi khác đến nơi kia. Trời, làm như vậy gây hại, tạo nghiệp bất thiện. Thà để người ta nuôi dưỡng nó còn tốt hơn. Rồi, lên đường.